hai ngày nay, ông Bùi Quang Đình và bà Nguyễn Thị Thúy, thân sinh của chị Bùi Thị Lan, phải kìm nén trước nỗi đau quá bất ngờ. Cú trượt chân định mệnh nơi con nước sông Trà đã vĩnh viễn cướp đi sự sống của con gái mình. Ngay còn sống, dù bị câm, nhưng chị Lan là lao động chính của gia đình. Những lúc không đi bán hàng rong, chị lại đỡ đần mẹ cha chuyện nhà cửa ruộng vườn. Giờ chị đã vĩnh viễn ra đi. Mà giờ rủi quá, cháu nó đi mất. Để lại đứa con, anh chị cũng giờ có. Thì bây giờ nhà cũng chính quyền ở trên thì cũng ngó nghĩ đến hoàn cảnh của cháu. Khổ, đi mua từng cái lon gỗ, đi bón ớt rồi mua gỗ đem về ăn, khổ lắm. Sự run rủi của số phận đã mang đến cho chị Lan một đứa con trai. Ngay chị trút hơi thở cuối cùng, đứa trẻ chưa thấu hiểu nỗi đau mất mẹ. Ông ngoại không thể giải bày tâm trạng của mình với con trẻ, bởi ông cũng bị câm điếc bẩm sinh. Bà Thúy thì đau ốm liên miên. Cuộc sống quá khó khăn, hai người anh trai của chị Lan đã phiêu dạt mưu sinh ở phương Nam. Đứa em gái út bám trụ ở quê nhà, nhưng cũng khó khăn trăm bề. Cái nghèo cứ đeo bám gia đình chị Lan cho đến khi chị lìa khỏi cõi đời. Gia đình này nó rất là khó khăn nữa. Thì thấy quá tội nghiệp. Cái cỏ như là nó mờ mịt luôn. Bây giờ cái đống đất Nam dọn chùm cỏ cũng nhờ vỡ vào nó. Mà giờ nó ra đi như vậy thì nó bỏ một đứa con thơ nữa. Gấp gáp cho một buổi chợ mưu sinh, cô gái câm đã mãi mãi không về. Thân cò khuyết tật không còn sớm hôm lặn lội với cuộc mưu sinh nuôi cha mẹ già con nhỏ. Những ngày tới đây, gia đình nhỏ bất hạnh này sẽ là một chuỗi ngày dài chìm trong chồng chất khó khăn nếu không có sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng. Mong một phép màu để nâng đỡ gia đình chị Lan vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt này. Rồi nó đâu có biết, có cho biết cho ở đâu đâu, mà mẹ nó vậy sao mà giờ nó kêu sao nàm miết thôi, chứ nó cũng đâu có biết là thứ gì đâu, nó khờ đẹt hết. Không biết, hỏi sao nào biết thôi, trả lên trả xuống vậy thôi chứ cũng không biết rồi.